Mà chắc bạn cũng không biết đâu. Tôi cứ ném bạn ý nhiệt tình thôi. Trận đấu thứ ba giữa Gạch và Ri. Matchup PVZ trên map Sakura Petrol. Bắt Vâng. đầu ở game thì game thủ Ri sẽ bắt đầu ở góc 7 giờ. Giáp màu đỏ. Còn gạch vô tốt màu tím ở góc 5 giờ. Có một cái là vừa vào game thì Ri cho drone khai thác trước, còn gạch của chúng ta thì trên probe trước rồi mới cho probe đi khai thác. Không biết cách nào thì có vẻ như hai cách thì cuối cùng thì nên là cũng như nhau, nhưng mà Ra là có một cách chạy nhanh hơn, đó là vừa kích vào drone cho đi khai thác thì ngay lập tức là mua drone xong rồi mới tách drone ra. Tuy nhiên là cách này đòi hỏi khả năng APM rất là cao và cả độ chính xác nữa. vâng. Tốt nhất là cách nào mà bạn thuận đường chuột thì bạn làm, tốt nhất là như vậy. Cách này thì chỉ được một vài Gosu Hàn Quốc sử dụng mà thôi, tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến nói về timing cả, nó chỉ Vâng. khoảng tầm nửa đến 1 giây thôi. Vâng, nhưng mà rất buồn cười là các Gosu thì lại thường làm tối đa hóa lợi nhuận của mình. Làm thế nào dù có lợi hơn có 10 15 mineral thôi cũng làm rất là hay. Thế nên họ mới là Đó Gosu. mới là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và amateur. Vì họ được chơi game thì được trả tiền mà. Đúng không? Anh mà chơi game được trả tiền thì anh cũng làm được như thế. Anh cứ nói như vậy. Đó không, anh nói thật mà. Bây giờ ai có trả cho anh khoảng 1 tháng tầm 10 triệu thì anh cũng làm được. Yên tâm, anh sẽ làm được. Vâng, trả từng đấy tiền một tháng chỉ để luyện mỗi trò đấy, xong cứ vào game làm trò đấy xong Chuẩn. quit. Lần này thì có vẻ như gạch sẽ đi na expand thành công của Ri. Hai game trước thì Ri rất thoải mái xây hack cho mình. Overlord bay sang tận nơi. Lần này thì opening của gạch không có gì thay đổi cả. Vâng, drone đang tiếp cận cái con probe đang. Vâng, lại không đi này expand rồi. Không chú ý một chút thôi là Ri lại thoải mái xây hack như như bình thường. Và lần này gạch nói là quên. Và không sao cả. Ở game trước dù bạn có quên như vậy nhưng mà cũng là một pha cho mình một tay rất là đẹp. Hình như bạn gạch xây cái này thì Giác Linh có thể run dive và được trong bay đấy. Vâng, để vấn đề sau này thôi, còn ban đầu Ô, thì một cũng con vậy. Overlord đi lạc đường. Vâng, nhiều khả năng là Overlord sẽ tiêu diệt chăng. Đừng bắn em anh ơi. Chiến Vâng, như sư vậy là con Overlord đã chết rồi. vâng, cùng với đó là một Zeppelin, như vậy là double kill cho Photon Cannon. Ri chuẩn bị đặt tiếp mỏ thứ ba cho mình. Hai nhà ga của Quạch đã hoàn thành và sẽ chuẩn bị đi vào khai thác. Thực ra là anh em mới chỉ khai thác được rất là ít, bây giờ thì bắt đầu khai thác tất cả đầy đủ rồi. Nhà ga thứ ba. Ở ngoài thì bạn Hiếu Sẹo có nói là ngày xưa chơi Starcraft út cua thì Jack Link toàn gọi là chó. Thì bây giờ bọn tôi vẫn gọi là chó thôi, đó là cách gọi dân dã. Vâng, Không ai cấm trong Starcraft 2 bạn gọi Jack Link là chó cả. đúng như vậy. Gọi cho Jack Link cho nó chuyên nghiệp, nhưng mà thực ra là gọi là chó thì nó vừa ngắn, tiết kiệm được khẩu ngữ, tiết kiệm được hơi, tiết kiệm được sức. Mà tại vì bọn tôi là caster cho nên là cũng phải gọi cái tên chính xác để cho nó chuyên nghiệp. Có vẻ như đường vào nhà của gạch đã được block hoàn toàn. Vâng, có vẻ như Zilot hơi nhát gan một chút, nếu dũng cảm hơn một tí thì có kill đầu tiên cho mình rồi. Ri quyết định lùi về. Thực ra nếu mà xây canon này, nếu mà
để ý khéo thì hoàn toàn có thể đứng rush ở phía cái pylon ở phía trên và trong một overload đứng để lấy sai và harass. Vâng, rất tiếc là làm như vậy thì có thể bị đến lúc mà có rush rồi thì có lẽ bên kia cũng stalker bắn đầy đầu rồi. Hai mỏ lên mát phát thì cũng nhanh đi chứ. Vâng, ở game trước thì khi mà Rush xuất hiện thì đã bị bao nhiêu nhỉ? Không phải là 7 gate vào tận nơi. Rất nhiều gì lót. Và rất quyết định rất sáng suốt của gạch là vâng, vị trí đứng của Zilot của anh ấy cũng rất là thành công. Bây giờ đã có Queen rồi, được rồi. Vị trí đứng này chỉ có hai Gatling được tấn công một lúc. Khá là hay. Bây giờ thì nó bị tiêu diệt rồi. Lần này thì Robo được cây và lần này anh ấy đang đứng trên dãy Immortal đầu tiên. Ghost Warden đã được đặt xuống 8 phút. Rất là bình thường. 4 Spine Crawler đặt xuống mỏ 3 cho Ri. Đánh an toàn. Bây giờ thì anh ấy đang đặt có một hết nữa lại là 7 hết. Lần này thì có Immortal để tận dụng nốt số ga mà Nenki chưa dùng hết với Zilot chưa dùng hết. Và với tình hình hiện tại anh ấy chưa tách lên cái gì này mà cây ghét như này thì nhiều khả năng sẽ là một phát phút. Đang Ồ, sẽ như là vậy một là phát phút như thường đó. Warpri dầm đang bị dây ra đấy các bạn, chứ không phải là Immortal tiếp theo. Sau Spore khi dừng Crawler cũng được đặt rất an toàn. nhá, định drop bằng hai Immortal. Ừ, có Đó lẽ là một là cái build hay sử dụng của OC hồi xưa. vâng là Ồ không, drop Sentry Stalker. Nếu anh ấy drop Immortal thì hoàn toàn có thể warp thêm Elite lót cho mình. rồi. Zilot rồi Stalker lại có sức mạnh của hai Immortal ở đó nữa. Ừ, nhưng mà phải bay ngay qua cái tầm nhìn của Overlord. Overlord. Ri có Đi phản có ứng phát gì hiện chưa? ra không? Chưa có phản ứng gì, anh ấy đang bắt đầu upplay. Vâng, Ri đã đem Rush vào trong main bay của mình. Vị trí drop cũng đã bị phát hiện ra rồi bởi Cryptomore, rất nhiều Cryptomore ngay cả trong main bay. Nhưng mà có vẻ như gạch đang tìm vị trí drop cho mình. Để được khóa của Pylon chưa di chuyển ra nhưng chắc chắn Immortal không thể di chuyển ra rồi. Đường quá chật hẹp. Vâng, ngày quyết định drop chiếm lại cho Nagato rồi. Warp thực ra không phải là một lựa chọn tồi. Chỉ có 200 mineral mà bạn Tiền có của thể bộ tốt bây reform. giờ rất nhiều. Rất nhiều ghét này, sao anh không làm một đợt put nhỉ? Vậy quá nhiều tiền. Anh ấy nên đặt thêm vài pylon cho đỡ supply cap, chắc chắn anh ấy đang bị supply cap rồi. Khi mà dùng Warp Prism thì đỡ phải đặt rất nhiều proxy pylon. Vâng, quyết định là ăn mỏ 3 rồi. Xây thêm Có thể mỏ 3 thấy nữa. là Vi đánh rất cẩn thận khi mà ở nhà anh ta cắm rất nhiều Spy. Và bây giờ thì anh ấy đang cắm thêm ngay cả giữa bản đồ nữa. Hàng rào. Gạch đang vừa đánh vừa cast build của mình. Anh ấy đã nhập robotic, xây cái robotic bay thành robotic facility thứ hai. Ri đang có Rush ở giữa bản đồ, upgrade speed còn khá lâu mới hoàn thành. Speedling cũng đang được nâng cấp. Đấy là có vẻ là Bạch chưa biết chia quân đều thì Immortal đến phía trước thế này thì rất là dễ bị Rat Focus. Immortal trong khi đấu với Rat đó là một cái Illiki, cho nên là phải còn giữ được sống càng lâu càng tốt. Tuy nhiên số lượng Immortal chỉ có hai như này, có lẽ là gây đam chưa đủ với số lượng Rotling rất đông như này với cả Spycrawler nữa. Có Phi đúng không?
chưa có combat nổ ra anh đã có kill rồi. Còn combat thì bắt đầu diễn ra. Warp immunity của Châu nhưng mà anh ấy chưa đem lên. Chúng ta còn ít. Hai fog fill nữa chưa thấy hiệu quả thì khó tát. Anh hoàn toàn phải đi vòng lên trên phía trên, không có không hề có spy color dày đặc như này. Lốt sentry lên rồi, như vậy là sẽ drop vào main bay và cùng lúc đó sẽ là một pha venture sắc năng lực nâng cấp. Như vậy là Ri quyết định thực hiện drop như ở game 1. Sentry drop và một fog fill như này thì các mình có vẻ sẽ vẫn vào được bên trong main bay. Gạch quyết định lùi về. Vừa như vậy là những con sai lầm cho gạch rồi là chi này sẽ bị tiêu diệt hết. Vâng, rất sai lầm. 4 sentry là 400 gai, không hề rẻ chút nào hết. Cả upgrade burrow và upgrade di chuyển khi burrow cũng đang được nâng cấp cho Roach. Drop cũng đang được nâng cấp và Riem tách lên rất nhiều thứ để hỗ trợ cho Rush của mình. Âm thanh từ phía anh có vẻ phập phù nhé. Không gì lót nữa là quá. Một pha slow để anh chỉnh đó. Vâng, hiện là supply của Riem đã mắc. Còn gạch thì mới chỉ 134. Tầm lối pylon khá nhiều. Hiện lượng ga nghiến hoàn toàn được thêm 2 colo từ hai cái robotic facility của mình. Bóc phiêu của những gạch. Colo thứ nhất đã có. Thực ra với lượng quân chỉ toàn Darkling bằng chỉ toàn Rat như thế này thì hoạch có thể lên thẳng add Stalker và dùng Blink. Blink Stalker đó là vâng, Darkling cũng là lên mê, còn lên Overlord rồi. Đợt drop sẽ nổ ra. Ngay bây giờ. Không biết có thể để drop của chiến thuật rất hay được sử dụng bởi Ri. Vâng, hôm nay xem GSL cũng có đồng Regu cũng sử dụng drop rất xuất sắc lên Naniwa. Overlord cũng đang di chuyển rất là khéo xuống tận đường phía dưới của bản đồ. Và có vẻ kịch bản của game đầu tiên sẽ diễn ra. Upgrade Thermalan sắp hoàn thành rồi. Chắc chắn nó không bị mất thì target cũng đã được xây, Temple Arcana cũng đã được xây. Overlord bay về nhà rồi. Gạch quyết định đem hết quân về phòng thủ. Vâng, Ri đánh rất chia quân rất hay. Một đằng thì drop vào nhà, vâng thì ra vào phá mỏ ba. Như vậy là gạch đang bị harass rất là mạnh. Đúng rồi, ở trong main bay có lẽ là chỉ được tí thôi.